Sẽ đang có vài đấu được cầm Hitty của đầu 6. Cũng có gỗ đầu gần đây rồi. Nhanh chóng kết thúc C4 nào. Mà kết thúc sớm quá thì lại... Về đón con thì lại hơi sớm. Rồi, như vậy là có voi. Và đó là một đôi voi tới từ thủ chim sẻ. BB chậm dần thời điểm đầu. BB là người được cầm con Minwan. Hải ơi, mấy ông Trung đánh nền tảng nào với anh em Việt vậy? Mấy ông Trung Quốc thì chơi giao lưu cùng các game thủ Việt Nam qua nền tảng Eagle Play nha các bạn. Cắm cờ xe giò. Thêm vòng tròn nữa tí là vòng cuối cùng. Ui rồi. Bốn voi. Ý thôi. Bốn voi trận đấu này dành cho đội chim sẻ. Và bắt đầu đưa voi về thôi. Có hai con luôn à. Hơi thừa. Sẻ đúng chuột gì à? Sẻ chuột phu hen anh ơi. Ờ thì con voi này đi. Đây con voi đầu tiên. Ok, thành công. Có rừng thông ở đây. Và đó là một vị trí đẹp để có thể thiết kế chiếc bed đầu tiên. Qua đây với trận đấu này thì vẫn xin giới thiệu anh em về sản phẩm Juman Gel thuốc dạ dày hình chữ Y. Căng thẳng, stress, thường xuyên thức khuya làm việc và sử dụng các loại đồ uống có ga, cà phê, trà để tăng sự tỉnh táo cùng với chế độ ăn uống không điều độ có thể dẫn đến các vấn đề liên quan đến bệnh dạ dày gây khó chịu cho anh em. Thuốc dạ dày chữ Y Human Gel giải pháp tuyệt vời cho những anh em đang mắc và có những triệu chứng của bệnh dạ dày do dư thừa axit như nóng rát, ợ hơi, ợ chua, đầy bụng, khó tiêu, trào ngược dạ dày thực quản, viêm loét dạ dày. Thuốc dạ dày chữ Y Human Gel giảm nhanh cơn đau dạ dày. Ok, như vậy là các bạn có thể nhìn thấy màn máy của chim sẻ ở vài đấu rất là mắc bình của mình. Bốn voi quả phụ rồi. Rất đẹp. À, bảo vệ là cũng đủ độ. Ôi, tỉnh xưa đã phai mày chết. Đó là con voi chết anh em ạ. Tí đi. Ngào. Hiệu đầu hiệu phụ thấy rồi. Không nghe đấy. Và con voi tiếp theo. Đây sẽ là con voi thứ tư. Sáng mai lịch mùng 4 này. Em vẫn chưa có lịch ngày mai cả. Chưa thấy em thực sự ngoài giải đấu ra thì chưa có kèo sáng nào đánh 4-4 cả anh ạ. Nghe nó hơi buồn ngủ anh ạ. Buổi sáng đánh 4-4 này anh em cười chưa? Ai ngồi xem kèo 4-4 buổi sáng được bây giờ. Đây là máy của game thủ Mạnh Hào. Bài đấu được cầm Minwan đang đưa một con voi về. Không đồ lùa về cho bài đấu này. Voi thì đến phút thứ 8-20 về nhà. Phần màu 6 đó chính là lớp cháo gà Egypt. Hào đang đi ăn thêm bấy hiệu rách rách ở đây, nát nát ở đây. Bấy hiệu 3 con thôi. Bài này chém sao được ta? Diên lốc có định ra đây để có thể bú hiệu thì phải. Rồi, diên lốc con hiệu này. Rồi, ta sẽ quay trở lại mặt máy thủ chim sẻ. Thêm chiếc nhà bé nữa để có thể khai thác cả hiệu cả gỗ. Nói chung bài này rất là khỏe với con Hitty này rồi. Đánh bài 5A đi cho xem nào. Rồi, như vậy bài đồ bạn thông tin bảo vệ cũng xấu thôi. 26 dân BA và BM. Bài này hơi thiếu gỗ để đánh 5A. Cộng 1 dân nữa. Và kích đời 10 phút 31 với 27 dân. Dân quả đầu đã đứng chơi 2S ở cùng một cái rừng. Vẫn còn lực từ quả phụ và mỏ hiêu đang dồn lên. Xin tên nâng giáp, nâng chặt gỗ. Mỏ 5 ngay cạnh đây rồi. Đó là BB. Đây sao đây, một giò một tê xúc luôn này. Ít thôi nhé, không nhiều.
Chiều nay lại mưa anh em ạ. Ôi trời mưa không kiểu nồm ẩm này. Khó chịu thật đấy. Ô, có gì đến nhà hay sao này? Rồi, bắt đầu bắn dân BB đây rồi. Đây, tê giáp. Bảo bắn đi anh ơi. Đi có giò đến nhà chim sẻ. Ôi, đang đóng cái gì kìa. Nhậu thôi. Bỏ bế đây. Đang ngạt đây. Rồi, tên này thì BB gãy rồi. Này. Cho mình xe. Xong phải dân. Để hạt tiếp theo. Xin thêm tê đến từ một chim sẻ. Giờ chắc mình sẽ đâm một khoanh ruộng. Đúng là như vậy. Xin thêm đàn tê nữa. Cái gì? Nhờn. Sóc quân. Ôi, vẫn đang ra xin tê nhưng mà. Và cái gì? Hai lạc đà vào đây. Nhìn thấy đàn tê này thì chán luôn. Vâng, 5 tê đều. Thêm một tê thế này, 6 tê được kê khoanh ruộng này thì vào hộ cái. Thế cho nó nhanh. Tam giác, à đi vòng à. Ờ, à, vòng vào đây. Vòng vào đây. Vòng vào đây. Chán. Ai chết chủ dân đây? Vâng, như vậy mình đi còn chết chục dân nữa rồi. Thế mình đứng trên dốc này thôi, đứng phủ cái ruộng này là xong rồi. Bây giờ có đẩy đi. Vẩy cái gì? Vẩy cái gì? Ngao chém một cái ngao đây. Quýt. À thế à? Vâng, như vậy e đó là e của mạnh hào vẫn chưa quýt đây. Lì à? Đi chém chỗ khác đi, chúng lấy hết rồi. Đâu? Ở đây rồi, thấy rồi, thấy rồi. Rồi, như vậy tỷ số được nâng lên là 2-0-4 theo bộ đội chúng ta. Kết thúc anh em ơi, kết thúc nào. Cùng chờ đợi với trận đấu tiếp theo ngay sau đây, chung kết sớm rồi bạn.